Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì sau một khoảng thời gian tĩnh lặng thì như chúng ta đã lường trước là BTC đã có một cái cú sập cũng tương đối mạnh, đúng không ạ? Và gần như là toàn bộ thị trường crypto đang trong một cái xu hướng là giảm điểm rất là mạnh. Và trong ngày hôm nay thì đã có một số những cái thông tin phút phải nói là khá là tồi tệ đã được tung ra khiến cho thị trường tụt giảm một cách tương đối mạnh như vậy. Vậy thì cụ thể thông tin đó là gì thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Thì có thể thấy là ở trên khung daily thì chúng ta đã có một cái sự khởi đầu ngày mới bằng một cú giảm lên tới 6% chỉ trong có vài giờ mà thôi. Bitcoin thì giảm từ vùng 23.400 xuống vùng thấp nhất là 22.000. Tuy nhiên thì cái lực giảm của Bitcoin thì nó cũng không duy trì được quá lâu và sau đấy thì nó đã rút râu khi mà chạm xuống dưới cái vùng hỗ trợ EMA50 và EMA200 trên khung daily. Thì với một cái cú sụt giảm bất ngờ như vậy thì hầu hết những cái lệnh long của trader đều đã bị thanh lý. Khi mà theo CoinClass thì cái số tiền bị thanh lý trong 24 giờ qua đã tăng lên con số là hơn 245 triệu đô la. Điều này cho thấy rằng là đã có một cái hiệu ứng thanh lý ồ ạt của cộng đồng trong cái cú đâm vừa qua và khiến cho rất nhiều nhà đầu tư là gần như là không kịp trở tay. Trong số những cái lệnh thanh lý thì cái lệnh short chiếm tỷ lệ lên tới 98%. Mặc dù vậy thì ở thời điểm hiện tại thì cái hướng di chuyển của Bitcoin nó vẫn đang tương đối là khó đoán. Thế nên là các bạn có thể thấy rằng là trong thời gian vừa rồi mình mới bảo mọi người là ai mà có lãi ăn coin thì mọi người nên chốt. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì Bitcoin nó đã tăng được một mạch tương đối là dài rồi và nó cũng là có cái phần trăm tăng trưởng tương đối lớn là 50-60% rồi thì nó sẽ khó để có thể tăng ngay lập tức được. Thế nên là khi mà Bitcoin có những cái sự điều chỉnh như ngày hôm nay, có thể thấy rằng là các altcoin sẽ điều chỉnh mạnh hơn rất là nhiều. Thế nên đó là lý do tại sao mà trong thời gian vừa rồi mình lại nói với mọi người là có lãi altcoin là mọi người phải chốt và chúng ta cứ chờ đợi tình hình xem tiếp thì chúng ta bắt đầu có những kế hoạch, được chưa ạ? Ok, thì cái việc mà Bitcoin đột nhiên có cái sự giảm giá như vậy nó không phải là một cái sự ngẫu nhiên và nó đã có một cái thông tin mình cho rằng có cái tác động tương đối lớn. Trong 24 giờ qua thì cái từ khóa mà được bàn tán sôi nổi nhất trong thị trường crypto đó chính là từ khóa liên quan đến Silvergate Bank. Theo đó thì cái việc Silvergate Bank họ đã chậm trễ trong cái việc nộp cái bản báo cáo lên SEC để rồi bị nhiều công ty crypto lớn thông báo rằng là sẽ cắt đứt cái mối quan hệ. Và điều này thì đang khiến cho thị trường lo sợ rằng đây có thể sẽ là cái tên mới nhất sụp đổ vì cái cuộc khủng hoảng thanh khoản sau cái sự kiện FTX Genesis bị phá sản dẫn đến các cái hệ lụy trực tiếp về pháp lý. Nếu như các bạn nào chưa biết ý, thì Silvergate nó là một ngân hàng hoạt động tại Mỹ rất là nổi tiếng trong giới crypto bởi vì họ cung cấp những cái giải pháp ngân hàng cho các công ty tiền mã hóa thông qua cái mạng lưới SEN. Lý do cho cái sự phổ biến của Silvergate đó là đây là một ngân hàng được cấp phép và bảo hiểm cho người gửi tiền để có thêm một cái sự bảo vệ trong cái trường hợp mà những cái công ty crypto bị phá sản. Có cái thời điểm mà Silvergate đã từng là đối tác ngân hàng của hầu hết các cái sàn crypto hoạt động tại Mỹ. Thế nhưng tính đến thời điểm đầu năm 2023 thì website của ngân hàng này chỉ để logo của 4 công ty crypto bao gồm là sàn Coinbase, sàn Bitstamp, Fidelity và Antares. Kể từ khi mà FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 thì Silvergate đang bị đồn đoán rằng là họ đang gặp khá nhiều khó khăn trong báo cáo của quý 4 2022. Ngân hàng này họ đã thừa nhận là họ đang lỗ ròng khoảng 1 tỷ USD và bị khách hàng rút đến 8 tỷ đô la và sau đó phải cắt giảm 40% nhân sự. Giá cái cổ phiếu SE của Silvergate là khi ấy đã sập khoảng 50% chỉ trong vòng 24 giờ. Do đây là một công ty đại chúng được niêm yết cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán Mỹ, thế nên là Silvergate Bank họ cũng phải có cái nghĩa vụ là nộp các cái báo cáo kinh doanh định kỳ lên Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì vào ngày 1 tháng 3 vừa rồi thì Silvergate Bank họ gửi đơn lên SEC cho biết rằng là họ chưa thể nào mà nộp được báo cáo tài chính cho toàn năm 2022 với những cái lý do ví dụ như là có thể là không đủ tài sản hoặc là đang trong cái quá trình đánh giá lại hoạt động kinh doanh. Do đó thì Silvergate họ đang thừa nhận cái việc là không thể đáp ứng được cái hạn chót nộp cái báo cáo kinh doanh đến SEC vào ngày 16 tháng 3 sắp tới. Và khó khăn thì chồng chất khó khăn khi mà đến ngày 2 tháng 3 do là lo ngại về tình hình của Silvergate thế nên là hàng loạt các công ty crypto lớn đã thông báo về việc là họ sẽ ngừng hợp tác kinh doanh. Mở đầu là sàn giao dịch lớn nhất nước Mỹ là sàn Coinbase. Nền tảng này thì đã thông báo trên Twitter đó là do những cái thông tin tiêu cực liên quan tới Silvergate nên sàn sẽ quyết định là ngừng chấp nhận nạp và rút tiền USDT về tài khoản tại Silvergate. Và để thay thế thì sàn này đang tìm một đối tác khác mà có thể xử lý được giao dịch USD và Coinbase họ còn khẳng định là có thể cái mức quan hệ hợp tác ở cái mức tối thiểu với Silvergate.
thế nên là sẽ không để cho người dùng nào bị ảnh hưởng. Thì ngay sau cái thông báo này của Coinbase thì tiếp ngay sau đó là đồng loạt ví dụ là Circle này, Paxos này, Bitstamp này, Crypto.com, Ganymede và Galaxy Digital họ cũng đều lên tiếng làm rõ cái mối quan hệ với cả Silvergate và đều nói rằng là sẽ tìm ra cái cách để có thể giảm được cái độ tiếp xúc với Silvergate cũng như là ngừng giao dịch nạp rút với cái tài khoản của Silvergate. Không những thế thì ngay cả đến sàn giao dịch chứng khoán và quyền chọn nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ là CBOE thì cũng đã thông báo trên Twitter về việc sẽ ngừng chấp nhận giao dịch đến từ Silvergate. Điều này thì đang thấy rằng là cái mức độ nghiêm trọng của sự việc không chỉ ở crypto mà nó còn đang ảnh hưởng đến những cái mảng tài chính khác. Các bạn thấy là cùng lúc đấy thì những cái công ty Bitcoin ví dụ như là MicroStrategy thì cũng đã tiết lộ về việc là đang vay 200 triệu USD từ Silvergate xong là phải đến quý 1 năm 2025 thì mới đáo hạn. Tuy nhiên thì MicroStrategy họ cũng đã xác nhận là cũng không có cái quan hệ lưu ký tài sản nào khác với cả ngân hàng này. Và ngay sau những cái thông tin tiêu cực trên bủa vây thì giá của cái cổ phiếu SE của Silvergate tính đến thời điểm ra tin cho đến nay là đã tiếp tục bốc hơi thêm khoảng 59% nữa. Nếu mà chúng ta so sánh với cả mức giá khoảng 52 đô vào thời điểm trước cuộc khủng hoảng FTX thì cổ phiếu SE hiện tại đã chia tới 10 lần về mức là 5,6 USD. Một cái mức chia phải nói là rất là khủng khiếp. Và với cái việc này của Silvergate thì chúng ta cũng có thể mường tượng được đây đang là một cái viễn cảnh khá giống so với cả sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Và khi mà sau cái cú sụp này thì chính quyền Mỹ họ đang phát cái cảnh báo đến giới ngân hàng về cái việc là hợp tác với những công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa. Cụ thể thì ba cơ quan quản lý ngân hàng chính của Mỹ bao gồm là Cục Dự trữ Liên bang Fed, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ OCC và Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang FDIC đã đưa ra một cái cảnh báo chung nhắc nhở và các ngân hàng về nghĩa vụ an toàn và lành mạnh và đồng thời thì cũng vạch ra những cái rủi ro mà các cái cơ quan quản lý có thể nhìn thấy trong lĩnh vực crypto. Còn đối với cả cái nhận định của mình thì cái việc mà Silvergate họ trễ hẹn nộp báo cáo cũng như là những cái công ty crypto lớn họ thông báo về vấn đề là ngừng hợp tác thì đây có thể là một trong những cái hệ lụy từ cái vụ sụp đổ từ FTX. Như mình đã từng chia sẻ với mọi người là sau cái vụ sập sàn FTX thì còn rất là nhiều những cái tên tuổi lớn sẽ có thể bị liên lụy và dần dần thì chúng ta sẽ biết được từng cái tên đó là gì thì có thể là Silvergate đang là cái nạn nhân mới nhất mà chúng ta được update. Không rõ rằng 2023 sẽ còn những cái nạn nhân nào được nêu tên. Tuy nhiên có thể thấy là những cái nạn nhân sau cái vụ sập sàn này đều là những cái công ty rất là lớn và nó có cái tác động khá lớn với thị trường. Thế nên trong năm 2023 này sẽ còn nhiều những cái thông tin xấu đang chờ đợi chúng ta và vì thế thì thị trường crypto sẽ chưa thể nào mà khởi sắc ngay được. Đấy chưa? Các bạn nên lưu ý điều đó và các bạn chuẩn bị về chúng ta chuẩn bị về tài chính và tinh thần thì chúng ta có thể bắt đáy trong năm 2023 này nó sẽ rất là hợp lý. Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường, các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây. Mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới. Ngoài ra với những cái bạn mà đang giao dịch margin và future mà các bạn cần sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể tham khảo nhóm tín hiệu margin của anh View Capital. Các bạn chỉ cần để lại thông tin ở cái đường link này thì sau đó sẽ có admin liên hệ và hỗ trợ các bạn. Và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Ok, chúng ta sẽ đến với cái thông tin tiếp theo liên quan tới cái sự kiện nâng cấp Shanghai Ethereum đang được rất là nhiều người chờ đợi trong tháng 3 này. Đây là một trong những cái sự kiện mà mình thấy rằng là liên quan đến thị trường crypto lớn nhất và đang được cộng đồng chờ đợi nhiều nhất. Thì cái sự kiện này thì mình cũng đã nói khá nhiều trong những cái video trước của mình rồi. Tuy nhiên thì mới đây thì bên các cái thành viên phát triển Ethereum đã có một cái cập nhật chi tiết hơn về thời gian cái sự kiện này sẽ được nâng cấp là khi nào. Thì cụ thể đấy, trong bài viết thì Tristan Kim đã nói về việc là bên phát triển đã chọn ngày 14 tháng 3 làm thời điểm mà dự kiến khởi chạy cái bản hard fork Shanghai trên testnet Gori và cái lần tập dượt cuối cùng cho cái nâng cấp một khóa ETH staking rất là đáng mong chờ này. Nếu mà mọi thứ suôn sẻ thì Shanghai sẽ được đưa vào mainnet của Ethereum vào giữa tháng 4. Trước đó thì đội ngũ Ethereum đã quyết định là chọn tháng 3 2023 làm thời điểm mà triển khai hard fork Shanghai. Tuy nhiên thì mạng lưới cần phải trải qua đầy đủ các cái testnet Zepolia, Zhejiang và Goli thì mới có thể lên mainnet được. Và mỗi một cái thử nghiệm này nó sẽ cách nhau khoảng 3 tuần. Do đó thì cái bản nâng cấp Shanghai sẽ lại tiếp tục bị trì hoãn sang tháng 4. Cái bản hard fork Shanghai đang được coi là một trong những cái cột mốc
quan trọng nhất, và nó sẽ mang lại rất là nhiều thay đổi cho mạng lưới của Ethereum. Và một trong những cái đề xuất quan trọng trên Hard Fork Shanghai đó là EAP 4895, nó sẽ giúp mở khóa một cái lượng ETH rất lớn đã staking phục vụ cho Ethereum 2.0 thuộc bản sản merge. Và cái việc mà trì hoãn đưa Shanghai lên mainnet của Ethereum cho thấy rằng là các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum họ vẫn đang dồn rất nhiều tâm sức vào cái bản cập nhật này. Và thực ra là cái việc mà trì hoãn Shanghai nó gần như là một cái truyền thống của Ethereum rồi. Bạn nào mà theo dõi những cái sự kiện lớn của Ethereum thì các bạn đều thấy rằng là đa phần là họ đều sẽ trì hoãn, chứ họ không thực hiện đúng như những gì họ nói. Thế là cũng chúng ta vài nhiều lần là trì hoãn vài lần cơ, nên là chúng ta cũng chưa thể chắc chắn rằng là giữa tháng 4 là sẽ có cái bản cập nhật đâu. Biết đâu là trong cái quá trình mà họ testnet thì họ có những cái lỗi gì đó thì họ sẽ cần thêm thời gian để fix, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đấy là một cái mà cũng khá là bình thường đối với cả Ethereum, vì mình đã từng chứng kiến rất là nhiều lần Ethereum bị họ delay và họ lùi những cái giờ cập nhật rồi. Nhưng quan trọng là sau mỗi lần cập nhật thì họ lại cập nhật đều rất là ok. Thế nên là cái điều này nó mới là cái điều quan trọng nhất. Thì các bạn nào mà đang quan tâm đến cái sự kiện Shanghai Ethereum thì các bạn lưu ý về cái thông tin này, được chưa ạ? Ok, thì đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Mình hy vọng là video sẽ giúp cho các bạn bình tĩnh hơn và các bạn có được những cái phương án xử lý hợp lý nhất trong thời gian tới. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video sau. Các bạn đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh và ấn hình quả chuông ở bên cạnh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ thông tin nóng nào trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Xin chào.